Tới sáng ngày mai. Gì? Tới tới ngày mai luôn. Tiếng. Mẹ con đi đâu đây? Bà sinh nguyện. Đi đâu đây? Bà sinh nguyện. Trời, mẹ giống bên Ả Rập Xê Út quá. Cá cá bằng cá thu thu. Trời. Cá cá bằng cá thu thu. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Mấy Khôi Mala Cuộc Sống Mỹ. Đây, ngày hôm nay nhà Mấy Khôi sẽ đi chợ Noel ở Busan. Đây là một trong những chợ lớn nhất của Mỹ, cũng có thể nói là lớn nhất của châu Âu, một trong những chợ lớn nhất của châu Âu. Đây, nhà Mấy Khôi đã có mặt rồi, đúng rồi hả? Nè, phía sau Mấy Khôi nè, người ta treo đèn rất là đẹp luôn. Bây giờ nhà Mấy Khôi sẽ đi ra ha. Rồi, hai anh em thích quá, đúng không? Thích quá. Sẽ đi vào nhà thờ coi trong nhà thờ có hang đá hay không ha.
con đi chạy thôi. Đi sao chỗ mấy khôi rất là đẹp luôn đó. Ôi mà rất là lạnh dã man các bạn ơi, càng đi nó càng lạnh. Nó lạnh nó không. Thì các bạn chưa có chứa hả? Đi vô mẹ đi. Đi vô lại. Sao nhìn tôi giống bên Ả Rập Xê Út vừa vậy trời. Escargot đâu? Nó có escargot đâu? Có. Nó có đâu? Là sushi. Cái gì? Là con. Là con ngựa hả? Ủa? Ôi nặng quá, đứng xuống đi nặng quá. Hết sức rồi. Đi lên cái này là sẽ thấy hết cảnh của Busan. Đây, wow. Hey, Ice Monster. Đi vào đây ta. Đi vào đây. À. Đó, ông già lên. Đó, ông già Noel. Đây, nhà mấy con sẽ đi mua khoai tây chiên ăn. Đây, khoai tây chiên của Mỹ sẽ có rất là nhiều loại sốt luôn nè. Các bạn thấy không? Rất là nhiều loại sốt luôn.
Bằng cái hình với quà luôn, dữ quá dữ.
hơi lạnh quá. Cái mũi rồi má nó đỏ lên luôn, rất là lạnh. Bánh gì đây? Trời, mấy cái bánh này ăn không tiểu đường cũng lạ. À, mấy cái bánh này ăn là bảo đảm luôn, đái ra đường á. Wow, bánh nè, quá trời bánh luôn. Wow, cái này giống bánh đó em vậy.